Em chưa có dự định gì làm gì cho Tổ quốc, nhưng mà hiện tại em rất giỏi thu quốc ca. Và em chuẩn bị học máy lên nên em rất mong chờ điều đó. Mình vẫn tuân thủ luật giao thông và đóng tiền cho công an đầy đủ. Nếu mà nói về Tổ quốc thì bự quá, nhưng mà với Bách Khoa thì mình nghĩ mình là một bộ đông tiềm năng và to bự. Tranh kiếm thằng bồ cho ba mẹ. Bố mẹ ở nhà thì cầm lương ra nuôi đi học. Yêu mới đưa cái gì? Hả? Yêu mới đưa cái gì? Em sẽ cố gắng để qua môn, để vươn tới các quận Nam Châu. Qua được kỳ thi vào tháng 1. Dạo này mình coi phim Nhật khá nhiều. Là mình nghĩ mình sẽ học tiếng Nhật. Chắc là vớt vát qua môn là mình thấy lớn luôn á chứ. Vẫn chưa có dự định nhưng chắc chắn sẽ ôn bài rất cực kỳ. Mình dự định sẽ về quê Vũng Tàu và ăn Tết cùng với gia đình. Mình thi đầu tháng 1. Mình gặp nóng nỗi buồn rồi bạn. Mình mới thi xong. Rất là mong chờ điều đó sẽ ra, bởi vì lâu rồi mình cũng chưa đi tiệc. Nếu có thể giao lưu với tất cả các bạn và các bạn nước ngoài nữa thì mình thấy rất là tuyệt. Tuyệt. Rất tuyệt. Sau khi kỳ thi kết thúc thì có một bữa tiệc như thế là quá mừng rồi. Nếu có cơ hội mình sẽ tham gia. Có, mình sẽ tham gia. Dĩ nhiên rồi. Mình sẽ rủ bạn bè cùng tham gia và mình về quê. For me, living in the dorm is like home away from home. It's been cool so far, and the peace and serenity there is cool. Though it could get quite boring sometimes, but it's okay. I've been there almost over 14 months now, and it's so fine. Yeah, probably relating with people will be the difficulties, like. Vietnam, I observed that making friendship is like very, very easy, but maintaining friendship is very difficult. So that's the difficulty so far. Then the language barrier, yeah, that too. Then the food, though, I think I'm used to that now. The food part, yeah, I'm used to that already. So it's just the language barrier, maintaining friendship, and that's it. Definitely, honestly, now I don't know. There's no plan for now. Probably just sleep, eat, sleep, repeat, watch movies and stuff. But if I have friends and this thing, that probably have some parties or something. Yeah, I can join. But for now, there's nothing. Just sleep. Vậy hãy cùng đến ký túc xá Bách Khoa vào lúc 18 đến 20 giờ ngày 31 tháng 12 để cùng tham gia Tết sinh viên 2019.